Anh em xem kênh cảnh bắt ngu hố ở đây. Ở đây đây chứ đâu. Đấy, đang cầm được cái hùa. Không. Vâng, anh ấy đây ra. Từ đầu hở biết mà khai khen mà từ từ biết mà. Anh em thấy không? Anh em thấy không? Chị ơi, sút mưa nữa, sút mưa là móc khổ anh ấy. Bấm đèn chứ. Không quay đèn nữa. Đèn nữa. Đây kêu lúc quay. Kêu quay. Anh em thấy chưa? Cầm đèn cho bác. Đây đây, anh em thấy cái đầu không? Anh em thấy cái đầu không? Đấy, đấy. Cầm vào đây mình. Vào đây nó mưa nữa vậy. Đây đây. Ừ. Bác đồ bác này đấy quá anh ạ. Phải ngay mà xin bẻ cho hiểu. Bùi nó vậy. Rồi ha đồ này chứ. Phóng nọc này. Đây chưa? Cái này nó phóng độc đây các bạn ạ. Đấy các bạn thấy cái hùa nó chưa? Đấy đấy đấy. Mười đó bạn. Lếp mười bạn. Ôi ôi. Con này phải 5 cân đấy các bạn ạ. Đơn giản không? Hô lại chim lại. Mười đó. Đấy đấy các bạn thấy cái hùa nó chưa? Đấy. Khiến mẹo à? Ôi cái hùa nó to thật. Đâu có lùi ra để tao bấm cho bác. Ngươi đi. Hả? Đấy, bác đang làm những cái kiểu này đấy các bạn nhìn biết không? Đấy, như kiểu ấn ké. Đây. Nó cuốn đấy, rồi. Dần, cuốn cũng ra. Nếu mà cầm được đuôi nó đấy, đôi mới khó. Một đội quân hộ tống rất hùng hậu đấy, đơn giản không? Đấy. Cái hát cân vậy đó. 5 cân cơ mà. Thống ra phát thì không chạy đâu luôn. Đấy cái sao biết? Đấy đấy, cậu, các bạn thấy con ngu chưa? Rắn. Đấy. Cứ kéo là hồi chứ là chim. Đấy, ô, đấy, đấy. Đấy, đấy, đơn giản không? Bà đây làm rất cố gắng đấy. Cầm. Đấy. Đây, con này đến kha ké vào đây các bạn. Học Tuấn. Cầm cầm đây không? Đừng đi ra. Đây mà. Ngay mà thích ngay. Đây mà. Nó còn đấy cơ. Có cho con. Đây đấy. Đây. Mẹ. Đây. Đúng rồi, ngay. Cục ở hua mùi mưa. Nhớ là ngay mình khứ này mình cho ốp chứ không ạ. Nhớ đưa một quanh này nhớ. Đây nha. Nó cuốn chặt thế. Đây à. Mày gồng đấy mà. Một con rắn nó còn thể có sức khỏe được năm mấy cân mà. Ó mà lo chứ đè lo. Muốn học chào đè đứng mới ó mà toàn về mà. Khó phết đấy các bạn. Ngay mà khiến chế. Bắn ngay mà bắn không bên mình. Ờ đã cầm đến vậy mà. Ờ và ớt bây giờ. Cái chạy thọc cát mà ó ó xong rồi dắt ớt ớt nhé. Hát tất cả cái đấy. Kìa kìa. Chỉ có ó gì đi nữa. Mới mới chắc không cá đâu mời. Ông mà mất trái mà. Ông ói nó gọi, nó cưới bên ông ói. Thôi ra rồi các bạn nhé. Đấy. Đúng là chân già vào nó khác chân non các bạn ạ. Đấy, già đây các bạn ạ. Bấm đèn, ơ con. Thế mà còn ế. Đừng. Ế mà ế ấy con. Được đó, ngon quá. Đấy, bà bảo ơi, chứ bố. Nè. Đâu không? Ồ, ừ, anh bảo ngay. Tuần này tầm khoảng 5 cân không? Hơn. Được đấy. Hơn 5 cân rưỡi. Đúng không? Đấy các bạn ạ. 5 cân linh 1. Ờ, kéo cái cây ra. Ừ. Bà bảo ốc. Bỏ nó bộ. Đấy. Ôi ôi. Đấy, nó mà, cặp, hớ mặt, ơi, ơi, bơ này. Hấm ơi bơ quá. Đấy tuổi hợp bác. 50 đấy. Năm này 500 đấy. Cái mà này chẳng ngu đấy đấy nó. Ơi, có ấy này đen lắm trời ấy. Đẹp thật nhớ mà. Các bạn nhé. Cái đuôi ra kìa thấy không? Cái đuôi nào. Chị cả. Mà cái nhá mà ý nó cho mà ốc ấy đi. Tèo của mưa bảo vây. Không đâu, vây ấn vào nó. Hấm mà ý này. Không mà tôi đây. Không mà tôi cùng Lùng Tuấn á. Lùng viết. Đấy, ó à. Nó ó kìa đấy các bạn ạ. Ôi ôi. Hay là đấy, ra đây các bạn ạ. Đây.
Các bạn xem cái lù nó vào có ghê không? Quay đây. Thấy cái lù đây. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nguyên đội quân đấy. Đây, các bạn này xem này. Con này lươn nhỏ nhỏ. Đấy. Xước tí rồi, không lươn không? Con này to đấy, khoảng 5 cân đấy phải không? Đấy. Đấy, các bạn thấy đèn xi này các bạn. Quay đâm má đấy đó, quay đâm má. Đây. Đây là con không biết tên nó nữa, không biết là vàng, tu ma. Vàng, vàng. Con vàng. Vàng chơi. Đấy. Người ta gọi hay gọi là vàng chơi đấy các bạn ạ. Con lô chứ nằm đây à, đau thoát được. Bừng bóc đúng không? Hà viên bờ. Đây, các bạn đưa. Phút phải cân tuông chắc ngay mà. Đấy. Cân mốt. Đây, đây được tầm cân. 4. Đây nên bảo 2 con này. Con này ngắn ngắn rồi. Sau thời gian là cũng khá lâu. Thời gian là khoảng 3 tiếng là có được thành quả đấy. Tốt. Đây, sau con này ra cho nó. Đây đây đây, hai con nha các bạn. Hai con nha. Hai con, 10 cân. Hai con này tổng cộng là 10 cân. Con này đang nghe giá đấy mày ạ. Ra mày cấu. Rõ giá đây này. Ra mày con. Buộc xuống dưới. Buộc đây trước. Ô phải bị quay mà lủng nó. Vâng. Buộc nó cứ rung rồi đó. Ê, cái đấy này. Cân này. Tê hết chất vào này. Đang quay thế bé thôi đấy, khỏe rồi, cái đá cuốn này. Con này 4 cân gì nữa. Con bé hơn con kia. Chặt vào buộc. Biết rồi, cầm lên, cầm lên. Lấy con dao ra. Cái này kém thôi. Lấy cái lạt vào. Lấy cái lạt buộc vào. Cảm ơn đó. Này, lạt này dễ hơn. Bác con này, gọi cả hai con hồi duệ nữa, ra đây nào. Nè. Anh không cầm này. Đấy. Mấy. Kiếp khúc của bằng đây à. Đây đây đấy, bạn thấy chưa? Đúng cổ. Bạn nè. Nó săn đi các bạn. Đơn giản không? Quay trong bao này, quay trong bao. Đâu đâu đâu, trong bao đâu. Không có mà đó. Ướn chẳng này. Thôi mà săn đi bên đi. Đi đi. Đây, các bạn hai con nữa. Bắn mà đi. Đấy, đây đây đấy, con rồi đấy. Sao đây à? Giờ. Đây con này nữa. Ăn nước, ăn nước, ăn nước đi. Con bé bé. Đấy. Đấy, những cao thủ gọi thế này đấy. Giống cá thuốc cái thằng đầu đất này. Không sao đâu. Giờ phá hết rồi, hóp rồi. Ơ, hãy tắt đi. Mà. Hả? Có rồi. Chưa con này. Em. Hả, tốn này mà cứ. Mẹ rùi nhìn bước bài nám mười đó. Cẩn thận nha các bạn. Tớ cầm phốt, tớ cầm hạt em nha. Đẹp đấy. Đi thôi. Đấy. Đây, con này bắt đầu là đi về đây. Áo ai đấy? Cầm hết đi. Con này, tôi sẽ cầm cung cho các bạn. Đi rồi anh em. Nào, đi nào anh em. Let's go. Đây con đồng ngắm anh em ạ. Đây là chia đôi con đường. Gắn 5 cân thì không ăn thua đâu. Gắn 10 cân cơ. Thì hai con là 10 cân nữa lị. Chú mì, chú mì, chú mì. Đây là phiêng làng quê tôi. Đây là anh cò nha. Hơ hẳn anh cò. Hơ hẳn lên nhìn cho nó ngầu. Ngầu cái mồ. Ngủ. Đấy. Đây, nghe cho bà con nhé.